Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ món bún mắm chay cho các bạn. Ở đây là có một tô nước dừa. Nước dừa mình đã chặt ra mình cho vào tô rồi. Còn đây là thịt ba rọi chay. Ngày hôm qua mình có lên chia sẻ cách làm thịt ba rọi chay các bạn, mình chừa lại cục nè. Nay mình nấu bún mắm nha. Còn đây là thịt nạc chay. Thịt nạc chay hôm đó mình cũng có chia sẻ rồi, với ba miếng đậu hũ. Nhưng mà mình làm không hết đâu nha, cái mình làm nửa thôi, nhiều quá ăn không có hết. Đây là đường phèn, tỏi, 100 cà ram mắm đậu, ớt, sả, hành. Ở đây là có 300 cà ram trái khóm, một trái khổ qua, một cái củ cải trắng, nửa cái củ cải đỏ, nửa cái củ hành, mấy củ hành tím. Đây có mấy củ hành tím các bạn, một trái cà tím. Ở đây là 200 cà ram nấm đùi gà, nấm đùi gà mini các bạn, với 100 cà ram nấm bầu ngư. Rồi gia vị gồm có đường, muối, bột ngọt, gia vị bình thường nha. Bây giờ trước tiên mình sẽ cắt cái khóm này ra. Mình sẽ ăn với bún nha các bạn, bún với rau. Nhưng mà các bạn thông cảm nha, đáng lẽ là nấu bún mắm này mình phải ăn với rau chóc, rau chóc với thèo nèo. Có người kêu tai tượng các bạn, tai tượng cũng khác nha, tai tượng nó không có đắng bằng thèo nèo nó đắng hơn tai tượng đó. Ăn tai tượng rồi bông súng rồi rau đắng rồi có bông điên điển nữa thì mình ăn cũng ngon đó. Những cái loại mắm đó là mình ăn như vậy nó mới ngon. Còn như ở đây thì các bạn thông cảm, mùa dịch nó không có đầy đủ như ý mình mong muốn đâu, quán bán làm sao thì mình mua như vậy. Ở đây là có giá với rau muống với bắp chuối này, mình mua 2 ngày rồi các bạn, nên màu nó cũng xấu xí rồi, với ăn kèm với rau thơm nha. Bây giờ có gì, đáng lẽ là rau này là rau mình ăn bún riêu, ăn bún bầu quế, nhưng mà bây giờ không có, mình tạm thời mình ăn bún mắm nha. Chứ ăn bún mắm thì phải có bông súng, rau chóc, rau đắng, thèo nèo đồ nó mới ngon. Nhưng mà tạm thời không có thì mình cứ ăn tạm nha các bạn. Bây giờ cà tím mình cắt ra mình bỏ vào thau, mình cho vào chút xíu nước, chút xíu muối, mình ngâm nha. Ngâm cho nó trắng, cho nó nhả cái chất mũ ra. Khóm mình cũng cắt xong rồi. Bây giờ mình cho vào đây một muỗng canh lùm lùm đường nha các bạn. Mình trộn cho khóm của mình nó ngọt. Các bạn biết không, khi mà mình nấu mắm, lẩu mắm nó có cái khóm này vô cái nồi mắm mình nó rất là ngon luôn. Nó dịu, nó ngọt thanh thanh mà nó lại dịu cái nước, ăn nó ngon. Còn các bạn thích thì cho vô, còn không thích mình cho ra cũng được nha, tùy nha. Bây giờ mình sẽ xắt thịt heo quay. Bây giờ mình xắt đậu hũ ra nha. Các bạn thích ăn đậu hũ thì cho vô, không thích thì cho ra cũng được. Cái nào ăn thì mình chọn, mình thích cái gì mình nấu cái nấy. Bây giờ là thịt ba rọi chay, mình xắt ra. Mình xắt mỏng mỏng vậy nè các bạn. Xắt mỏng mỏng vậy. Rồi mình xắt nhiêu đây là đủ. Còn lại một miếng thịt ba rọi này, mình nay mai gì mình sẽ làm món khác nha. Bây giờ thịt nạc chay mình xắt ra luôn. Bạn nhìn cái làm có tiêu vô, nhìn thấy ngon, hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ đem chiên nha. Còn cái này mình chừa lại để mình làm món khác. Bây giờ mình cắt nấm luôn. Các bạn thích cắt chiều dài thì cắt, cắt ngang thì cắt, cắt chiều dài thì nhìn nó ngon hơn. Bây giờ mình đã cắt xong rồi, giờ mình bắt cái chảo lên mình chiên nha, mình chiên thịt.
Bây giờ mình bắt cái chảo lên, chờ chảo mình cho dầu rồi chờ chào chờ chảo nóng mình mới chiên nha. Giờ mình cho 100 g nấm vô đây. Mình cho vào chút xíu nước, nửa chén nước mình quậy ra. Mình quậy cho nó tan ra. Bây giờ dầu đã nóng rồi, mình cho đậu hũ rồi mình chiên. Bây giờ mình đã chiên xong rồi nha các bạn. Mình chiên thịt rồi xong hết rồi, đậu rồi xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi xào nấm. Bây giờ mình trút dầu ra mình dừa lại một chút nha. Cho tỏi vô. Giờ mình bắt cái nồi lên mình cho chút dầu vào rồi nha. Cho thốn ra. Bạn nào thích ăn khóm thì cho, còn không thích thôi nha. Nhưng mà các bạn nấu lẩu mắm á, mình cho khóm vô nó mới ngon. Cái nước nó ngọt mà nó thanh thanh, ngon lắm. Mình cho vào đây là 2 lít nước nha. Nửa lít nước dừa với lại 1 lít rưỡi nước lọc. Bây giờ mình sẽ cho thêm nửa lít nước lọc nữa. Cái này là tổng cộng là 2 lít rưỡi nước nha, 2 lít nước lọc, nửa lít nước dừa tươi. Các bạn nấu vậy mình khỏi cần phải mua rau củ quả, mình thì nấu thêm nồi nước dùng ở ngoài nấu vậy là nó cũng quá ngọt rồi. Mình cũng chia sẻ thêm cái khổ qua này đó các bạn, là khi người ta kho mắm, mắm kho người ta mới bỏ cái khổ qua này vô.
Còn ở đây là mình nấu lẩu mắm đó, các bạn thích thì cho vô, không thích thì thôi nha. Tại ở nhà có hai đứa nó thích ăn ổ qua ở trong cái lẩu mắm, nên mình cho có chỉ một trái thôi, cho một trái ổ qua. Cái này là chỉ ổ qua là kho mắm kho mới cho nó mới đúng đó. Nhưng mà bây giờ mình cho vào lẩu mắm luôn, các bạn không thích ăn thì mình cho qua cái khâu này nha. Bây giờ mình cho một muỗng canh đường phèn vô nha các bạn. Mình không có cân mini nên mình lường nha, các bạn thông cảm nha. Khi nào mình mua được thì mình sẽ chia sẻ chính xác hơn nha. Còn giờ cả nhà cứ nêm nếm theo gia đình mình đi. Mình chỉ chia sẻ cách nấu như thế nào thôi, rồi các bạn cứ nêm nếm lại nha. Tại vì mình cứ nêm nếm toàn là muỗng cà phê không à. Muỗng cà phê, muỗng canh. Thơm ghê luôn á. Bây giờ mình cho khổ qua vào. Ai ăn được thì cho vào, ăn không được thì bỏ qua cái khâu khổ qua nha. Cho cà vào luôn. Bây giờ mình cho tô mắm vào luôn nè. Này là 2 lít rưỡi nước. Vừa nước dừa với nước lọc là 2 lít rưỡi. Mình cho vào 100g mắm. Còn mình cũng xin nói thêm để cho các bạn dễ mua dễ tìm nha. Nếu các bạn nào mà không mua được mắm đậu thì mình có thể lấy chao và tương hột, hai cái các bạn bỏ vào nấu cũng ngon nha, nó cũng ra mùi mắm. Nhưng mà nó không có đặc biệt như cái mùi mắm này, tại mắm đậu là mình ủ qua, nó sẽ có cái mùi thơm mắm ủ. Còn tương hột với chao thì nó không có cái mùi thơm mà đặc biệt như cái mắm đậu này. Các bạn cứ nhắm chừng đi, nhắm chừng mình nấu nồi nhiêu vậy rồi cái mình bỏ nhiêu chao vậy á. Cái này mình bỏ 100g. Thì các bạn có thể nấu là bỏ nếu mà 2 lít rưỡi nước thì mình cũng bỏ là hai cái dừa chao, lấy chao cục đó nha, chao với tương hột hai cái mình cũng bỏ vô 100g đó, hai cái mình cộng là mình cũng bỏ vô như vậy. Còn thiếu gì thì mình nêm nếm thêm vô. Giờ nó sôi mình hớt bọt ra nha. Bây giờ mình sẽ cho vào một muỗng rưỡi canh, một muỗng rưỡi bột nêm nha, muỗng canh, một muỗng rưỡi bột nêm chay, mà bột canh chứ không phải bột cà phê, muỗng cà phê. Cho vào nửa muỗng cà phê bột ngọt cho nó có cái điều vị nó mới ngon. Mình sẽ cho vào thêm ở đây chút xíu đường nha các bạn. Nửa muỗng canh đường. Bây giờ mình cho nấm vào nè. Đó. Nấm ra cái chất ngọt nữa. Ngon ghê. Bây giờ mình chờ nó cho nó sôi trở lại, mình sẽ cho thịt vào. Thơm quá cả nhà ơi. Nấu chay chứ ăn chay mà mình ăn vậy hả? Đâu có ngán đâu. Ngon y như là mình ăn mặn vậy chứ ăn chay vậy là rất là ngon. Nè bây giờ mình bắt đầu mình cho thịt vào nha. Đó. Mình cho hết thịt vào. Ngon ghê chưa? Ừ.
mình chừa lại ở ngoài miếng nha các bạn. Cho hành vào luôn. Cực kỳ ngọt, cái nồi này ngọt cực kỳ. Bởi vậy cả nhà không cần mà phải mua thêm nguyên liệu mà mình nấu nước ngọt. Không cần đâu. Chỉ cần một trái dừa thôi mà cả nhà nhớ khi mua dừa mình đừng mua dừa tươi quá, dừa non quá nước nó bị chua. Mua dừa rám á, mua dừa rám cái nước nó ngọt, còn cái dừa mà nó khô quá cái nó bị the. Nhiều cái nó khô quá nó bị the, mình cũng bị mấy lần rồi đó. Nên bây giờ mình rút kinh nghiệm là mua dừa rám. Rồi, bây giờ món ăn của mình đã hoàn thành rồi, mình sẽ múc ra nha. Đây là một cái nồi lẩu. Nồi lẩu mắm. Rồi bây giờ mình sẽ nhắc xuống. Bây giờ mình mời cả nhà ăn lẩu mắm nha. Ở đây mình lấy cái tô mình bới ra chút xíu. Đây, cả nhà nhìn thấy ngon không nè? Mình chan nước lèo vào. Mình cho vào một cọng rau thơm lên mặt để trang trí nha. Bạn thấy đẹp hơn, ngon không? Đây là tô bún mắm. Các bạn cứ nấu vậy ăn, ăn ngon luôn, ăn ghiền luôn các bạn. Không thua gì mà mắm bún mắm mặn đâu nha.